Vâng, xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Lại nhân cái ngày 8 tháng 3 thì có mấy ông có mấy người hỏi tôi là anh ơi, anh làm video thì anh có thể anh nói thế được, nhưng mà bây giờ em muốn làm video trên YouTube nhân cái sự kiện mình ngày 8 tháng 3 để kiếm tiền thì làm như thế nào? Có làm được không anh? Em cũng đang rất muốn kiếm tiền ở trên YouTube. Thế thì thưa với quý vị anh chị và các bạn thì YouTube bây giờ thì đang là một cái cơ hội kiếm tiền cho nhiều người, nhưng để kiếm tiền được YouTube thì không nhất thiết cứ phải nói được thì mới làm được đâu quý vị anh chị ạ. Thế thì quý vị anh chị muốn làm cái tin tức về cái ngày 8 tháng 3 này thì anh chị lấy tin tức ở đâu ra để anh chị làm? Thì thưa với anh chị là anh chị lên trên Google, anh chị đánh Google Trend, xong sau đó là anh chị sẽ kéo lên kéo xuống, anh chị sẽ tìm thấy một loạt những cái thông tin là rất là nhiều. Ví dụ như trong ngày hôm nay thì cái nội dung ngày 8 tháng 3 thì nó xếp ở vị trí thứ 5. Thế thì trong cái nội dung của ngày 8 tháng 3 này thì nó có tổng cộng nó khoảng một bài, hai bài, ba bài, bốn bài, năm bài, sáu bài, bảy bài, tám bài, chín bài, 10 bài, 11 bài, vân vân. Thế thì tôi lấy ví dụ như là quà ngày 8 tháng 3 thì trong đây có một cái nội dung bài viết là rất ý nghĩa. Thì bây giờ mình làm một cái video hướng dẫn người khác tặng quà nhân ngày 8 tháng 3 này làm sao nó vừa ý nghĩa, nó vừa hợp với túi tiền, nó vừa kinh tế. Thì thưa với quý vị, tôi đang mở trên cái Google Trend ấy, thì tôi thấy là những món quà tặng ngày 8 tháng 3 cho sếp nữ vừa tinh tế lại vừa vô cùng kinh tế. Thế thì mình làm một cái video nói về cái những cái món quà tặng cho sếp là nữ giới. Thì khi mà các anh đấng mày râu, các anh ấy sẽ hình dung ra được là mình nên tặng cái món quà gì nếu mà mình cùng làm cơ quan với sếp mà sếp mình lại là nữ. Thế thì ở đây thì tôi lượt qua một loạt cho quý vị anh chị hình dung nhé. Món quà kinh tế sang trọng và đơn giản là công cụ giúp nhân viên ghi điểm đối với sếp nữ nhân ngày 8 tháng 3. Đó là một cái đề tài nó rất là hay. Thế thì vào ngày quốc tế phụ nữ, bên cạnh người yêu, người mẹ, người đồng nghiệp nữ thì các đấng mày râu cũng rất là đau đầu khi không biết phải lựa chọn cái món quà gì cho ngày 8 tháng 3 để tặng cho sếp của mình. Thế thì ở dưới đây là những cái gợi ý mà sẽ giúp cho những đấng mày râu, những anh chàng trai đang làm ở cơ quan ABC nào đó, có cái là chỗ nơi mình làm nó có doanh nghiệp đó, thì là sếp của mình là nữ. Thế thì ở đây có rất nhiều gợi ý, thì tôi cứ lượt kê cho quý vị anh chị xem là từng cái gợi ý một để cuối cùng thành một cái video, để cuối cùng anh chị đăng lên trên YouTube nó sẽ có ích cho những cái anh chị người ta chưa biết là mua quà gì cho nó phù hợp, cho nó kinh tế. Thì ví dụ như cái món quà đầu tiên là có thể một cái chiếc bút khắc tên quý vị ạ, một chiếc bút máy sang trọng khắc tên hoặc một câu nói ý nghĩa sẽ là món quà tinh tế cho ngày 8 tháng 3. Thế thì dù khó tính hay dễ tính thì cũng không thể thiếu ở một nữ lãnh đạo, chính là sự tinh tế và tỉ mỉ. Vì vậy một cây bút khắc tên chính là một món quà 8 tháng 3 vừa đẹp mà lại vừa tiện dụng cho sếp. Thì nếu được thì nếu mà mình tự nhiên mình đưa cho sếp cái bút ấy thì nó cũng không không được hay lắm, nó không được happy lắm, đúng không? Nó không được tuyệt vời lắm, thì mình đương nhiên là cái bút này nó giá trị ít nhiều thì tôi chưa biết, nhưng mà mình gói trong một cái hộp đồ thật đẹp, thật xinh xắn và tặng ngày 8 tháng 3 thì tuyệt vời. Đấy là một cái bút. Có thể là bạn tặng bút thì không tặng bút thì bạn lại tặng một cái cuốn sách, đúng không? Thì trong này nói rất là rõ là muốn có một cái cuốn sách ý nghĩa thì mình biết cái cuốn sách đấy ý nghĩa, mình thấy cuốn sách đó ý nghĩa mà lại hợp với sếp của mình nữa thì tuyệt vời. Dù bất kỳ ở độ tuổi nào, vị trí nào đi chăng nữa thì sách luôn luôn là quà tặng đáng được đánh giá cao. Sách là được đánh giá rất là cao quý vị nhé. Điều này là đúng với những lãnh đạo là nữ đầy tài năng và trí tuệ. Một quyển sách hợp gu với sếp là món quà chứng minh sự tinh tế, khéo léo và thông minh của bạn.
rất là tốt, để tặng một cái quyển sách xong là đóng hộp thật đẹp, gói quà thật đẹp tặng. Đấy. Thế thì ở đây người ta cũng nói luôn là một gợi ý nho nhỏ là quyển sách sẽ trông giá trị hơn nếu như được gói một cách kỹ lưỡng, cẩn thận và chu đáo. Hay là sếp của mình là một người đang rất là trẻ trung, đang rất là tuyệt vời, đang rất là năng động, thì nếu mà theo cái hoàn cảnh mà mình thấy thì mình có thể mình tặng cho cô ấy một cái đôi bông tai quá tuyệt vời. Là phụ nữ ai mà chả thích xinh đẹp, và sếp của chúng ta lại là nữ thì không ngoại lệ, thì một cái đôi bông tai cũng sẽ là rất là thể hiện cái sự quyền lực quyến rũ và tuyệt vời của người phụ nữ, đúng không, nhà của sếp. Thế thì tuy nhiên thì đã là trang sức thì cũng cần lưu ý xem là cái đối tượng không thì lại sợ hiểu nhầm nhau, đúng không. Đấy. Tiếp tục là mình thấy tặng cuốn sách thì cái bút nó khó thì mình tặng cái bức tranh treo tường. Thế cái bức tranh treo tường mà treo ở phòng sếp thì cũng cực kỳ là phù hợp, và sếp mà lại nữ nữa thì lại tuyệt vời. Thế thì mình treo cái, mình tặng cho sếp cái bức tranh ấy, thì bức tranh ấy treo thì tạo lên một cái không gian nó rất là tốt. Một bức tranh in vừa đẹp lại vừa đẳng cấp sẽ là món quà tuyệt vời, làm cái sáng cái văn phòng của sếp đó. Thì lại tuyệt vời. Thế thì cái giá trị của bức tranh thì có thể từ 200-300 nghìn, nếu mà bạn tặng cả bộ thì tầm khoảng 1 triệu. Đấy. Tiếp tục, nếu mà thấy món quà nó đắt quá mình không làm được, mình nghĩ nó về kinh tế, thì có thể mình tặng một cái cuốn sổ tay nhỏ nhỏ để sếp ghi chép này. Đấy. Cuốn sổ tay nhỏ nhỏ để sếp ghi chép, đúng không ạ. Thế thì cuốn sổ của một lãnh đạo nữ chắc chắn sẽ rất bận rộn, đúng không? Thì người ta cần phải ghi chép, người ta cần phải áp lực, thì mình quan tâm người ta từ cái nhỏ như vậy, mình tặng một cái cuốn sổ thì trong đựng trong một cái hộp rất là sang trọng và thể hiện cái sự quan tâm của bạn dành cho sếp. Thì có ai lại lỡ từ chối một cái món quà như ngày 8 tháng 3 mà nó rất tỉ mỉ như vậy, đúng không quý vị? Đấy. Hay là nếu như là bạn thấy là tặng cái quyển sổ ấy, nó người ta có rồi, chẳng lẽ tặng nữa thì người ta biết để đâu, người ta bao giờ người ta dùng. Thì hiện nay thì các cái đồng hồ treo tường thì nó cũ xưa rồi, thì bây giờ mình có thể tặng các cái đồng hồ mà cái đồng hồ LED, cái đồng hồ để ở bàn làm việc của sếp ấy. Thế thì khi cái đồng hồ treo tường nó nhàm chán rồi thì bạn có thể tặng cái đồng hồ dạng LED điện tử để không gian phòng làm việc của sếp trở nên hiện đại và sang trọng, thì đó cũng là một cái món quà rất là ý nghĩa. Đấy, một chiếc đồng hồ được đặt ngay trên bàn ngay ngắn làm việc đấy sẽ là món quà giúp sếp ấn tượng lâu dài về cái món quà này, nó đương nhiên sẽ ấn tượng với bạn. Đấy. Thế thì ngoài cái thông báo về thời gian, về đồng hồ, đèn nét, còn có các chức năng như là báo lịch thì cũng rất là tốt, thể hiện cái nhiệt độ, cái báo thức. Đấy. Thì đấy là những cái nội dung, những cái thông tin nó rất là cần thiết để giúp cho các đấng mày râu biết cách tặng quà cho sếp. Đúng không? Thì mình mở cái Google chen ra, xong mình lấy cái tin nhân cái sự kiện 8 tháng 3 mình làm. Thế là mình có một cái video đăng lên thôi quý vị. Đúng không? Quý vị cũng ngồi trước cái điện thoại này, quý vị nói như tôi thôi. Được không ạ? Thế là nếu mà quý vị đăng lên mà nhiều người quan tâm, nhiều người search, nhiều người xem, thế là được nhiều like, nhiều view, thế là quý vị có tư liệu để làm, đúng không ạ? Thế nếu mà quý vị thấy cái những cái món quà ngày 8 tháng 3 này tặng cho sếp nữ nó chưa được ok, chưa được ngon, thì bạn tìm một cái món quà khác. Ví dụ như là bạn tìm một cái món quà nào mà nó đây tôi lấy ví dụ như là đây tặng quà ngày 8 tháng 3 độc đáo ý nghĩa cho phái đẹp. Đấy. Thì bây giờ là những anh chị em là chưa biết là tặng cái gì, đúng không? Thì bây giờ mình tặng cho phái đẹp thì mình lấy một cái bài này mình chia sẻ, đúng không? Quà tặng 8 tháng 3 độc đáo và ý nghĩa nhất cho phái đẹp. Thì đương nhiên thì tặng quà 8 tháng 3 độc đáo ý nghĩa cho phái đẹp thì rất là đa dạng, tùy theo cái năng lực tài chính của mỗi người, nhưng mà tuy nhiên để lựa chọn một cái món quà ưng ý không phải là dễ, đúng không quý vị? Hãy dành tặng cho người đặc biệt của bạn những cái món quà 8 tháng 3 là kèm theo lời chúc ý nghĩa và lãng mạn theo những cái gợi ý dưới đây. Đấy. Ví dụ như là tặng hoa và thiệp này. Hoa và thiệp là món quà phổ biến được
Cánh mày râu lựa chọn thể hiện tình cảm trong ngày quốc tế phụ nữ, hãy chọn một bó hoa tươi thắm cùng thiệp chúc mừng lãng mạn làm lửa bên kia của mình cảm động, đúng không? Tùy thuộc vào mức độ quan hệ tình cảm, bạn nên lựa chọn hoa phù hợp. Ví dụ như là bạn tặng hoa hồng, bạn tặng ý nghĩa của loại hoa thì bạn sẽ chọn và bạn ra cửa hàng hoa người ta sẽ nói thôi, đúng không? Hay là quà tặng là một chuyến du lịch đi đâu đó. Ví dụ như là nhân ngày 8 tháng 3 này mình đặt một cái vé cặp đôi, mình đi du lịch chơi xa chơi gần tùy theo cái điều kiện kinh tế, thì đây là cái cơ hội mà, thì mình cứ đặt vấn đề, đúng không? Đấy. Du lịch là một trong những sở thích của nhiều người, có thể rất lâu rồi hai bạn chưa được hâm nóng tình cảm, hay là chưa có dịp để nói chuyện với nhau, chưa có dịp để bày tỏ với nhau, thì đây là cơ hội, hãy tận dụng 8 tháng 3 này để đi xa với nhau một chuyến để chứng minh cái tình cảm của mình với nhau. Hoặc tùy vào điều kiện tài chính của mỗi người mà chúng ta cân nhắc chọn đi xa đi gần, đúng không? Đấy. Thì mình có thể chọn những cái nơi mà mình tới đó vừa thiên nhiên, vừa nghỉ ngơi, vừa thư giãn, vừa tâm tình nói chuyện với nhau. Hoặc là mình có thể là tặng trang sức, tặng những cái trang sức làm sao mà để cô ấy thích, như lắc vòng rồi là ví dụ như là chưa làm gì của nhau thì không tặng nhẫn được, tặng nhẫn cũng được, nhưng mà cũng có thể là mình tặng nhẫn để mình thử thách, đúng không? Đấy. Hay tặng mỹ phẩm, hay tặng túi sách, những cái thứ gì mà mình cảm thấy là cô ấy thích, cô ấy quan tâm là mình tặng. Hoặc là mình cảm thấy là cô ấy thích váy, mình tặng váy, đúng không ạ? Cô ấy thích giày, mình tặng giày, đúng không ạ? Cô ấy thích đồ công nghệ, hay là cô ấy thích đồ handmade, đấy. Hay là cô ấy thích gấu bông, thì trong này cũng nói đầy đủ cả. Hay là đơn giản nhất là tặng một cái bữa tối lãng mạn mà chỉ có hai người ngồi với nhau bên ánh đèn lung linh, bên tiếng nhạc và bên những cái ly rượu vang, thì ấy nó là một cái điều tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, thì anh chị là làm một cái video như vậy, anh chị sẽ đăng tải lên YouTube kiếm tiền theo cái thị hiếu, theo cái nhu cầu của cuộc sống. Tức là đây là đang nói về ngày 8 tháng 3, thì anh chị lên đây, anh chị search các cái tin về 8 tháng 3, anh chị làm một cái video có thể là về hình ảnh album của hai người đã đi chơi với nhau ở đâu đó, hay là mình làm một cái hộp quà nào đó bất ngờ tặng cho cô ấy, vân vân. Hoặc là đơn giản nhất là bạn làm một cái video hình ảnh tặng cho cô ấy về cái nội dung mà mình với cô ấy đã có những cái kỷ niệm với nhau. Ok, quý vị thấy không ạ? Nên là cũng rất đơn giản thôi mà, đúng không? Quý vị cứ làm đi là sẽ được. Mới đầu mình nói chưa ngon thì bây giờ mình nói dần dần ngon, mà nếu quý vị còn nói ngon hơn nữa thì ok luôn. Hoặc là nhân cái dịp này quý vị cứ bày tỏ tình cảm với mình thông qua một cái video, một cái clip cũng được mà. Hoặc là bạn tặng một cái bản nhạc nào đó cũng được mà. Đấy. Thế còn nếu mà muốn nhân cái sự kiện như mấy người hỏi tôi là đấy, nhân cái sự kiện 8 tháng 3 thì nói gì làm gì thì làm như thế thôi. Quý vị thấy được không ạ? Nếu quý vị thấy video này có ích, có ý nghĩa, có giá trị cho quý vị và giúp được quý vị, thì quý vị hãy đăng ký hoặc là like hoặc share video này cho nhiều người khác cùng xem. Tôi tên là Minh Minh, đã vừa nói chuyện với quý vị anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn những video sau. Chúc cho quý vị anh chị và các bạn làm được cái video thành công để đăng lên YouTube, có nhiều người xem và chất lượng. Xin cảm ơn.